bốn nhân vật được mệnh danh là hổ trong Tam Quốc. Nếu như biệt hiệu của Gia Cát Lượng, Bàng Thống lần lượt là Ngọa Long và Phượng Sồ, thì trong Tam Quốc còn có bốn người có biệt danh vô cùng dũng mãnh của loài hổ. Thứ nhất, danh hiệu Mãnh Hổ Giang Đông thuộc về Tôn Kiên, cha của Tôn Quyền. Biệt danh thứ hai là Hổ Dại thuộc về Hứa Chử, mãnh tướng của Tào Tháo. Thứ ba, người được mệnh danh là Triệu Hổ chính là Trương Liêu, mãnh tướng danh bất hư truyền. Danh hiệu thứ tư, Trùng Hổ, nghĩa là con hổ nằm trong mộ, thuộc về Từ Mã Ý,